với cái lobby mà chúng ta đang được chứng kiến là lobby ở nửa dưới, thì chúng ta đang có 8 cái tên: Crokio, Negative IQ, Cường Thách Đấu, Dante, Stillnet, Đưa Anh 2K, Fit cùng với Kikis. Đó chính là 8 cái tên của nửa dưới bảng xếp hạng của chúng ta sau 3 trận đấu đầu tiên. Drop ra thêm một cái mảnh giáp nữa dành cho vị trí của Tiger Smith, một con Torres. Liệu rằng ở game đấu này Tiger Smith sẽ đánh con bài gì đây, khi mà tôi để ý là đã hai game hai game Tiger Smith đã đánh cho mình là form bài Draven rồi, nhưng mà có lẽ là không mang lại quá nhiều may mắn dành cho Tiger Smith. Hai con Poppy được bắt lại kích cho mình là hai hiệp sĩ, hoàn toàn là hợp lý dành cho Tiger Smith mà thôi. Ngoài ra thì còn đang thừa một cặp đôi A-Shock ở phía bên ngoài cùng với thêm một con Lissandra để thừa nữa. Nhưng nếu như đây là một turn drop tiền thì nghe nó có vẻ hơi vô lý. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một turn drop đồ, rồi turn sau mới drop thêm tiền. Thì như vậy nó sẽ hợp lý hơn. Stillnet chỉ đơn giản là đổi từ con Lissandra cầm cung thành một con Lissandra trắng mà thôi, chứ không muốn bắt thêm A-Shock. Hơi đáng tiếc bởi vì turn này có sự xuất hiện của hai con A-Shock. Ngựa đã xuất hiện. Và đang có đồ ngựa, thậm chí là đồ ngựa rất đẹp luôn trong bàn đấu này. Một cái nó sẽ khám hoàn toàn sẽ là hai đồ ngựa cực kỳ đẹp dành cho Tiger Smith. Nhưng liệu rằng Tiger Smith có đép bằng ngựa rồi xong đó bốn hiệp sĩ có chính xác có đang bốn hiệp sĩ rồi đang có sự tính toán. Tuần này Tiger Smith sẽ ra vàng hoặc drop ra những con tướng 3 tiền hoặc là 2 tiền. Hoàn toàn là sẽ có thể mua được cái dàn đấu sĩ này. Hiện dàn hiệp sĩ này. Ôi, như vậy là bắt thêm Sejuani và hài lòng với con Poppy 2. Như vậy là ổn, không có tiền để up cấp tới từ Stillness. Và có lẽ là anh ta chỉ có thể để nguyên cái bộ khung này mà thôi, cũng chưa có thêm cái gì đấy mắc binh để có thể thay vào. Ở đây là bộ khung chỉ có phòng ngự chứ chưa có công. Quyết định là bán hai con tướng đang thừa phía bên ngoài đi để up cấp và đép bằng bộ khung ba suy vong, hai hiệp sĩ cùng với một con Vayne cầm cung, lại giống với những bàn đấu trước rồi. Đúng là như vậy, lại là một cái form suy vong từ khá sớm của Tiger Smith. Chỉ là một mảnh cung lẻ được đẩy cho vị trí của V mà thôi, lượng sát thương không quá nhiều nhưng mà sẽ là đủ với ba suy vong này. Đối đầu với cả nhà Tiger Fit đã có cho mình một con Lissandra 2 sao có tái tạo, một con Soraka ra khá sớm dành cho Tiger Fit, và ngoài ra là bổ khung hai con kỵ sĩ ở phía sau lưng, nhưng sát thương thì không có bao nhiêu cả. Có vẻ như là Poppy 2 đang tỏ ra tương đối cứng cựa đối với bài của Fit, và Fit sẽ thua trước Steel trong cái trận đấu gặp mặt đầu tiên 2.1 như thế này. Chính xác là như vậy rồi, một chiến thắng của Tiger Smith trước bài đấu của Tiger Fit. Một cái đai lưng hắc ám cũng như là một mảnh kháng phép. Lựa chọn gì đây? Tôi nghĩ là khả năng cao là cái đai lưng chăng? Chốt ngựa. Thực ra cái đai lưng này thì lấy về không nên ghép cái giáp lửa, bởi vì cái giáp lửa khá bóp. Đúng vậy. Giáp lửa hắc ám khá bóp cho con Hecarim này, nhưng mà có lẽ là cứ lấy về mà thôi. Có thể là chờ một cái dây cái hãm cũng hợp là hợp lý. Dây cái hắc ám có lẽ là sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì cũng có thể là quỷ thứ hắc ám. Rồi là chắc chắn là dây cái hắc ám. Chắc chắn nếu mà đá ghép như thế này thì chắc chắn Tiger Smith sẽ đợi một cái dây cái hắc ám dành cho vị trí của Vayne rồi. Swap bên, có lẽ đây là một tình huống swap bên để phong thủy mà thôi. Còn trong khi đó thì em Đức Anh Quỷ đang có được bộ khung ba con quỷ với Zig 2, thừa thêm một Zig phía bên ngoài, kèm thêm đó là một con Brand cùng với Klett. Đã có 3 quỷ từ tương đối sớm, và khi có Zig 2 thì có vẻ như là sẽ không thua quá nhiều đến từ bài của Đức Anh 2K. Chỉ thua 4 con thôi, chứ không phải là một tình huống thua quá nặng nề đến từ... À không, 3 con. 3 con. 3 con là binh lắm rồi đấy. 3 con là khá binh rồi, với một cái giao điện static hắc ám được ghép trên của Zig 2. Đức Anh đã đép được một con và phải gục ngã cho đội hình của Tiger Fit. Và một cái Neko từ khá sớm dành cho Đức Anh 2K, đang còn có một mảnh BF cũng như là nước mắt nữa ở ngoài hàng trò dành cho Đức Anh. Eco tiền khá tốt, lên 4 và cho thêm một mình một con Brand vào để kích cho mình là hai ma pháp sư dành cho vị trí của Đức Anh 2K. 2.3 đã có 10 tiền, giống hệt những gì mà Bonzi đề cập vậy, đó là một cú Eco tiền tốt. Một tình huống thể hiện kỹ năng bằng cách swap tướng nhanh từ phải qua trái, nhưng có lẽ đây cũng chỉ là một tình huống swap phong thủy mà thôi. Đây là bộ khung có thể chơi được theo hướng là ma pháp sư Velcot kết hợp cùng với ác quỷ. Đúng rồi. Các bạn khán giả thân yêu của chúng tôi, nếu mà các bạn đang xem show mắt này thì các bạn có thể click ngay vào đường link ở phần phía dưới comment và nhập mã code Phong Vũ Gaming để nhận được những ưu đãi từ sản phẩm công nghệ chất đến từ các nhà tài trợ như Acer, Samsung, Dell, Lenovo, MSI, Logitech cũng như là TP-Link. Rất hấp dẫn. Vô cùng hấp dẫn. Và như vậy là thêm một tuần thua nữa, và đó là tuần thua nằm trong sự tính toán
đến từ Đức Anh 2K. Mọi thứ đều ổn, thua chỉ một con mà thôi, tương đối mắc bình và vẫn có thể giữ được chuỗi thua 3 và đi chợ đầu tiên trong cái vòng đi chợ thứ 2 này. Ở phía bên trên bảng xếp hạng chúng ta đang có là Negative IQ cùng với Kurokyo vẫn đang giữ được 100 máu, Fit với 94, Dante 90 và 86 đến từ Stillness. Một tuần đi chợ có thìa, có xẻ, có cung, nhưng không có thìa dành cho Đức Anh 2K. Mà theo vào đấy thì chỉ có thể là nhặt một cái găng bóng tối về có thể làm luôn đầm đầm. Chính xác là như vậy, trong khi đó TGSnet đã có cho mình một cái JK hắc ám rồi. Còn thích đâu thì lấy cho mình một cái sẻng. Ngưỡng máu của các bạn ở trong 3 tơn quái à 3 tơn đánh đầu tiên thì khá ổn khi mà người thấp máu nhất cũng chỉ là 84 thôi. Đép khá tốt dành cho các bạn ở trận đấu thứ tư này. Negative IQ, Kurokyo là người đang cháy, có cho mình cái win streak 3. Tiếp tục đang là ra thêm những con tướng thuộc bộ ác quỷ. Một ván theo thuật ngữ chuyên môn người ta nói là quỷ gọi. Và nắm đấm công lý bóng tối có thể được gắp trên người của Brian hay chăng, hay là sẽ tiếp tục để ở đó mà thôi. Bởi vì đó cũng có thể là lựa chọn phương án phòng ngự bằng con Kennen cũng được. Khi Kennen cầm giang thần rồi là nắm đấm công lý bóng tối thì cũng là một sự lựa chọn gây được nhiều sát thương và có thể hỗ trợ cho bản thân của Đức Anh 2K giữ máu. Nên cho phiên bản hiện tại thì có vẻ là việc build đồ Kennen theo hướng sát thương không phải là sự lựa chọn quá hay, mà theo vào đấy chỉ là một con Kennen nên gây ra hiệu ứng mà thôi với cái quỷ thứ mô lô bóng tối. Đúng là như vậy. Và bên kia, phía bên kia là Kiki đang có cho mình là hai đồ hắc ám rồi. Ồ, một tuần thắng đến từ đứa hai cả. Một tuần thắng và mất đi cái chuỗi thua và ra chào nhẹ. Người đồng đội bên kia là Kiki bán đi hai con dích để lợi tức cho mình là 20 tiền, hoàn toàn là hợp lý thôi khi mà Đức Anh đã mất streak ở tuần này rồi. TGSnet nhận thêm một trận thua với cái dây cái hắc ám trên ở MV 82 máu, cường thách đấu giữ máu được ở ngưỡng 84. Người đang cháy còn lại duy nhất trong lobby là Kurokyo với cái chuỗi thắng 4 của mình. Có vẻ như hình như vừa rồi thì Kurokyo đã đấm chính Negative IQ để trở thành người cháy duy nhất trên bản đồ. Bộ khung tướng xuất hiện nó có những vị tướng có thể thêm vào ở cấp độ 5 dành cho bản thân của Đức Anh 2K. Đó là Sejuani và đó là Thresh cùng với Nautilus. Nhưng quyết định của Đức Anh 2K sẽ là giữ lại con Nautilus mà thôi. Thế mà hiện tại thì con Nautilus cũng nhận một chút xíu cái sự búp nhẹ đến từ Riot Games khi nó gia tăng thêm sát thương từ đòn đánh tay cũng như là một chút xíu sát thương đến từ bộ kỹ năng của mình. Lại thêm một tình huống swap tướng nhanh tới từ Đức Anh 2K vẩy rất tốt ở giai đoạn early game. Bỏ Vayne và swap cho mình đó chính là hai sát thủ và một cái JK hắc ám được đẩy cho vị trí của Nocturne. Kết hợp với cùng Runen này thì lượng sát thương của Nocturne gây ra là khá nhiều. Clear khá nhân dần sau và có lẽ là một chiến thắng của TGSnet trước bài đấu của Đức Anh. Một cái chuỗi hơi xấu của Đức Anh không? Có Nocturne hút lại được máu và sẽ là một chiến thắng thôi. Một ván đánh XO khéo đến từ Đức Anh 2K. Và với kiểu đánh XO như thế này thì rất dễ đi. Nó rất dễ đi. Nói thật rằng đây thực sự là bản đấu rất dễ đi đến từ Đức Anh 2K. Màn hình của Kurokyo đang có là một con Kha'Zix 2. Tuyến trên là một Vladimir cầm một quyền trượng thiên thần. Và tuyến sau là một con Katarina có một nắm đấm bóng tối, kèm theo đó là một thành BF cầm trong người. Liên tục check nhà và phát hiện ra có Stillness cũng đánh sát thủ. Cần phải cân nhắc tới việc là nên phát triển theo hướng sát thủ nữa hay không. Đúng như vậy, Dante đang có một con Kalista cầm cho mình, đó chính là huyết kiếm rồi. Vòng đánh quái, liệu rằng Kurokyo chỉ là drop ra thêm hai đồ không, đó chỉ là hai con lắc và bán đi lấy cho mình là 30 tiền. Một mảnh giáp dành cho Kurokyo tôi nghĩ là không quá tệ dành cho Kurokyo ở thời điểm này khi mà chàng trai chúng ta đang quyết định để đánh win streak. Nếu mà Kurokyo hướng chắc chắn là lắp, đúng rồi, chắc chắn là lắp, bởi vì anh ta đang muốn đưa vào bộ khung là tiên hắc ám kết hợp cùng với sát thủ để có thể gia tăng thêm cái nguồn sát thương dành cho bản thân của Katarina. Và trong bối cảnh mà các bạn chơi theo cái form bài là tiên hắc ám kết hợp cùng Katarina thì không cần tới món trang bị bùa xanh dành cho Katarina làm gì cả. Mana năng lượng sẽ được gia tăng lên một cách rất nhanh chóng với việc búp năng lượng, chia sẻ năng lượng từ những con tiên hắc ám mà thôi. Một con Vladimir ở trên dàn tanh đảm bảo cho con Kata này có đủ khoảng trống để có thể dứt điểm đi đội hình của Kikit. Và sẽ là một chiến thắng của Kurokyo mà thôi. Chắc không? Tôi nghĩ chắc chắn rồi đấy. Chắc chắn rồi đấy. Một cú áp 6 rất chuẩn đến từ Kurokyo. Bởi vì tôi tin rằng nếu như không có cú áp 6 vừa rồi, có lẽ là đó là một tuần thua.
Mordekaiser đã tốn thêm một hit đập vào con Katarina không cầm trang bị, và đấy khiến cho bản thân của Katarina này mặc dù mất đi giáp thiên thần rồi nhưng vẫn là một tên giành chiến thắng chung cuộc. Có thêm mảnh BF nữa để hướng tới vô cực kiếm. Rất tuyệt vời. Một cái lượng đồ rất đẹp dành cho Kurokyo đang có sự tính toán ở đây. Negative IQ 86 bằng với số máu của Tiger Fist, trong cái đó không Internet còn lại 76. Và anh chàng ta lấy cung và ra Raven, có phải như là một pha tính toán từ trước của Kurokyo hay không, khi mà anh ta đang phân vân giữa việc lấy BF hay lấy cung và quyết định là lấy cung hắc ám và đã ra được một con Draven rồi. Rất ngon dành cho Kurokyo. Tuy nhiên nếu như đép theo thiên hướng này và hướng tới bài Draven thì cái món trang bị trên người của Vladimir nó sẽ không phải là quá có hiệu quả trong bộ khung của một bài suy vong. Và tạm thời thì vẫn đang muốn phát triển bài theo thiên hướng là tiên hắc ám kết hợp cùng với Katarina để phòng ngự thì phải, và sẽ phải bỏ đi một chút xíu lợi tức trong tên này nếu như muốn ôm đồm nhiều bài. Và với việc là lắp cung hắc ám lên người Katarina thì như vậy khả năng cao sẽ là bỏ bài Katarina và hướng tới trời Raven rồi. Đúng là như vậy. Tôi đang nghĩ trong đầu là liệu rằng Kurokyo trận này có khát nước hay không, thì Ante đã bán cho mình là Hecarim. Tưởng chừng như là nếu tôi này thắng, Kurokyo có thể 3.3 up 7 và cho mình đó là vào Hecarim cũng như là Draven vào để kích cho mình là 3 suy vong và 2 kỵ sĩ. Thì ngưỡng sức mạnh đội hình của Kurokyo ở cái giai đoạn 3 chấm này được đẩy lên là rất là cao, khi mà con Kata của Kurokyo đã có cho mình là 2.5 đồ, nhưng mà có lẽ là đang cầm tạm đồ của Draven mà thôi. Vẫn quyết định là chưa bán vì bộ khung này vẫn đang là bộ khung phòng ngự tốt nhất tới từ Kurokyo với một cú win streak lên tới con số là 7. Phía bên kia thì Green cũng đã có được Soraka 2, một bộ khung bài tái tạo với Soraka cầm quỷ thư Molo trên người. Bài của Steelnet cũng đang có được hai con Nocturne, và những món trang bị cần thiết đối với một Nocturne cũng đang dần dần được hình thành trên người của Steelnet. Một cú ôm nhẹ Nocturne tới từ Kurokyo một cách khéo léo. Phía sau lưng kia Soraka 2 kết hợp cùng với Kakma đã có từ sớm, một con Kakma cầm một cái cốc bóng tối sẽ tăng thêm nhiều sức mạnh thuật dành cho bản thân của Soraka, nhưng năng lượng của Soraka thì đang không phải là quá dồi dào, và tiếp tục sẽ là win streak 8, 50 tiền dành cho bản thân của Kurokyo ở turn 3.3. Một trận đấu rất giàu Kurokyo khi mà chàng trai của chúng ta đã là đạt ngưỡng 50 tiền ở turn 3.3 rồi, một cái win streak 8 của Kurokyo. Ôm cả Draven. Đúng là như vậy. Chàng trai chúng ta đang rất giàu nên là việc mà Kurokyo có thể ôm để có thể xoay chuyển theo nhiều hướng đi là hoàn toàn hợp lý mà thôi. Trong khi đó Tiger Snatch chỉ còn lại cho mình 59 máu, Đức Anh 70. Vòng đi chợ 3.5 của chúng ta có một cung hắc ám. Liệu rằng Tiger Snatch sẽ hướng tới mảnh đồ gì đây? Lấy cho mình thêm một cái BF nữa, Đức Anh 2K lấy một con Brand cầm đai lưng. Nhưng cú vũ click tương đối mông lung tới từ Kurokyo, tôi cũng chưa biết là anh ta đang cần mảnh trang bị nào nữa. Nhưng quyết định đó sẽ là một cái giáp để gia tăng thêm khả năng phòng ngự. Và nếu như đây là một quyền năng bóng tối thì đó sẽ là món trang bị dành cho bản thân của Hecarim chắc. Chính xác là như vậy. Và các bạn khán giả, các bạn có thể truy cập ngay vào link ở phần comment cũng như là nhập mã code phong vũ Samsung để có thể nhận được các ưu đãi giảm giá lên đến 1,4 triệu đồng khi mà mua màn hình Samsung LCD 27 inch cũng như là 32 inch tại phongvu.vn. Tất nhiên đây là một tên nên cho tiên hắc ám mà đúng không? Chúng ta đang thừa một con Sejuani này. Đúng vậy, đó là một tên nên thay tiên hắc ám vào. Nhưng không, hơi lằng ngoằng một chút xíu. Tôi hiểu rằng ý định của Kurokyo trong tên này là tối ưu hóa đội hình bằng những mảnh ghép còn thừa phía bên ngoài và cố gắng để có thể eco được tròn 40 tiền và vẫn tiếp tục hy vọng giữ win streak. Đối thủ của anh ta trong tên này Đức Anh, là Đức Anh 2K, cũng đã lắp hết những món trang bị thành phần cần thiết với một cái năm đấm cung lý bóng tối cùng quỷ thư Molo trên người của Brand, và đốt rất đau tới từ Brand, và đó sẽ là một tên shutdown tới từ Đức Anh 2K dành cho Kurokyo hay chăng. Và bóng không, của cái nền xuất hiện là không, không thể, là không thể nổi. Và Kurokyo có cho mình win streak 9 rồi, rất tuyệt vời với một con Soraka burn mana. Khả năng burn mana của các con Soraka quá tốt khiến cho Brand cũng như là Zeke, Kennen thi triển kỹ năng quá muộn màng và vẫn đang giữ được streak là bài đấu của Kurokyo. Còn đây là cái kit 4 đồ long đã có một cái quỷ thư hắc ám đang muốn cho vị trí của Lee Sin và đã là cho rồi. Anh Mạnh nhìn cái đồ Mordor Kaiser kia, anh Mạnh có thấy một cái điều gì đó nguy hiểm cho cái kit hay không? Nó cực kỳ nguy hiểm. Nếu như bây giờ mà không cầm một cái giáp máu hoặc một cái giáp màu bóng tối vào thì thực sự đây là một con Mordor Kaiser quá giấy. Tổng lượng máu của Mordekaiser bây giờ có lẽ là chỉ rơi vào tầm khoảng 600 mà thôi. Nó sẽ bị trừ máu đi. Tôi nghĩ là 600 là còn đánh giá hơi cao đấy. Rất ít. Ui, đúng 600. 600 anh ơi, 600, nhưng mà
gần chết rồi, nó chỉ có 300 sau phát đầu tiên thôi. Ôi, và gần như là Mordor cầm đồ như thế này rất nguy hiểm cho Kit. Nếu mà chàng trai chúng ta không ra được những mảnh đồ hồi phục dành cho vị trí của Mordor, thậm chí là một cái giáp máu dành cho Mordor Kaiser, thì đây là một game đấu cực kỳ khó khăn dành cho Kit với lượng đồ trên bàn mà anh ta đang sở hữu. Kurokyo bị shutdown ở turn 3.6, cực kỳ thiếu may mắn khi mà trước mắt nếu mà turn vừa rồi Kurokyo thắng, vâng vừa thua thì update Katarina 2 rất chớ trêu dành cho Kurokyo. Khá đen đến từ Kurokyo. Và lẽ ra anh ta đã có thể giữ win streak, và tôi đã thấy cái nỗ lực của Kurokyo để giữ win streak rồi khi anh ta thực hiện thêm tầm khoảng 3 tình huống roll mong muốn có thể upgrade được Katarina, nhưng mà không thành công ở turn 3.6 mà bước sang đầu 3.7, thì đó mới là con Katarina 2, và đấy khiến cho Kurokyo bị mất streak ngay trước tân quái một cách cực kỳ đáng tiếc. Mordekaiser không kịp lên chiêu hay chàng bị chó cắn suýt chết tới từ Mordekaiser của Kikit, và đã có một mảnh của giáp máu Omok cho luôn cho chắc cốp chứ còn gì nữa. Chỉ là một cái đai lưng thôi. Và bây giờ Kiki phải vẽ ra được một cái giáp máu dành cho vị trí của con Mordor này. Kennen 2 được update trên bài của Dante. Kurokyo thì đã mất streak rồi. Có lẽ là chàng trai này sẽ là lên 8 luôn mà thôi. Đức Anh 2K cũng là Kennen 2. Dante có lẽ là đang đép bằng một cái form chiến binh thì phải, khi mà tôi đang thấy Dante đang nhảy những con tướng chiến binh 2 sao rồi. Liên tục soi bài và dự đoán rằng có thể đây là một turn gặp Kurokyo, nên Kiki đã lựa chọn một góc độ xếp bài là đá sang cánh trái. Và Norton của Steelnet đã có được thêm mảnh ghép thứ ba là cái vô cực kiếm. Như vậy là gặp một bài Revenge đến từ Negative IQ thì phải. Và Negative IQ có lẽ là sử dụng con Riven này. Wow, anh để có thể thấy chơi luôn hay sao ấy. Chính xác là như vậy, con Mordor của Kiki gần như không có bất cứ tác dụng nào và không có một lượng sát thương đủ lớn nào để có thể dứt điểm đi dàn tanh bên phía đội hình Thayman này. Và Kiki chỉ lại cho mình là 45 máu thôi. TG Smith bắt đầu giữ lại được lượng máu của mình. Đức Anh 2K bị đẩy máu xuống còn là 43. Có xẻng dành cho Kikit. Mát sứ. Mát sứ Mordekaiser chẳng. Mát sứ Mordekaiser là một sự lựa chọn rất hay nha. Mát sứ Mordekaiser sẽ đem lại một cái bảo hiểm và gần như đảm bảo chắc chắn rằng là Mordekaiser có thể kích hoạt được ít nhất là một lần cú chiêu cuối. Chính xác là như vậy. Có thể đây là một bài sẽ phát triển theo hướng đồ long ma sứ hai quân đoàn tới từ bài của Kit Kit và ấn ma sứ. Tôi nghĩ là không phải là một đồ quá tệ khi mà Kit Kit đã sở hữu cho mình là 4 ma sứ 4 đồ long. Bài đấu rất tròn thời điểm này rồi. Đang phân vân muốn biến đồ long, không muốn biến đồ long. Tôi nghĩ là biến đồ long không ngon bằng biến ma sứ, thực sự là như vậy. Bởi vì biến ma sứ nó sẽ kinh khủng hơn khi mà lên 8, Kit Kit có thể kích cho mình là 4 đồ long và 6 ma sứ. Thay vì là Kit Kit biến đồ long thì các bạn bỏ đi một con chân đồ hay là một con ban thì làm cho cái dàn tanh của mình trở nên cực kỳ yếu ớt. Không, nếu như các bạn gấp đồ long thì tức là các bạn đang mong chờ có thêm một cái biến đồ long nữa ở lần thứ hai. Có thể là như vậy khi mà chúng ta đang có ngưỡng là 6 đồ long ở cái phiên bản lần này. Và câu chuyện nó không đơn giản đến như vậy. Và quả thực rằng Kikit đã biến ma sứ, và các bạn có thể nhìn thấy rằng là đúng như những gì tôi dự đoán, chỉ mất được chiều cuối một lần đến từ con Mordekaiser của Kikit. Một kiểu lắp đồ phải gọi là hết nước chấm đến từ Kikit, và khiến Kikit đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Giới thiệu với các bạn là Kikit đang là người có thể coi là người thầy uy tín nhất của tôi từ cái thời điểm hiện tại. Kikit thường xuyên thực hiện những buổi coaching và đã giúp cho một caster quen như tôi cũng đã được đến thách đấu. Tuy nhiên trong bàn đấu này thì người thầy của tôi đang thực hiện một chiến thuật mà tôi không thể nào ngửi nổi. Chiến thuật này gọi là chiến thuật hết nước chấm đến từ Kit Kit, với một cái bối cảnh là hy sinh con đam chính Mordekaiser để có thể hỗ trợ cho những con không cầm đồ khác có thể khỏe hơn. Chính xác là như vậy. Trong khi đó hai người đang cháy trong lobby của chúng ta là TG Fit cũng như là con thách đấu. Và đây là một con Varus cầm đồ rất chiến, biến thiết giáp dành cho vị trí của As. Có lẽ là chỉ là cho tạm thôi, hoặc thậm chí là bạn có thể là sử dụng As này luôn ở cái khoảng thời gian tiếp theo của trận đấu. Những cú đập công nhận là chất lượng tới từ bản thân của Mordekaiser. Mordekaiser khi kích được nội tại đến từ ma sứ và kích được cú chiêu cuối của mình lên thì thực sự là gây được nguồn sát thương lớn. Chỉ trừ vấn đề mà thôi là Mordekaiser cũng phải nằm xuống một cách quá nhanh chóng sau khi hết đi cú kích nội tại. Dẫu sao thì vừa rồi cũng là một tuần thắng, và điều đấy giúp cho Kikit có thể giữ được máu trong khoảng thời gian dài hơn. Phía bên ngoài đang thừa những mảnh ghép như là một cái Solari bóng tối thì có lẽ sẽ là tương đối mắc binh, nhưng Solari bóng tối cũng sẽ khiến cho bản thân của Mordekaiser không thể lên được chiêu. Kikit đang muốn lấy một con Morgana, lấy một con Morgana để lên cho mình cái lớp giáp thiên thần hay chăng. Chúng ta cùng chờ xem. TG Smith chỉ còn lại cho mình là 30 máu mà thôi, lượng máu khá nguy hiểm ở tôi 4.5 rồi. Dante 43 bằng với số máu của Đức Anh.
bài cái kit câu chuyện được đặt ra là cái kit có thể lên được con model Kaiser 2 sao hay không. Đó là câu chuyện của tương lai khi mà bài của kit đang dồn đồ 3 đồ dành cho model, nhưng mà một con model 1 sao lượng sát thương của model gây ra là quá yếu ớt khi mà sẽ bị trừ máu bởi những cái đồ hắc ám mà model mang trên người. Stillness 4.5, 5 con Nocturne. Sát thủ chỉ form được một mình con LeBlanc 2. Morgana 2 đứng ở tuyến trên và đang không kích được cái tiên hắc ám. Tôi không biết là ý định của Stillness là không kích tiên hắc ám, hay là Stillness đen đến nỗi là chưa drop được con Lissandra nào. Nhưng dẫu sao thì điều đấy cũng đang khiến cho Stillness rơi vào trạng thái vô cùng nguy hiểm. Máu rất thấp, chỉ còn 30 mà thôi. Đúng là như vậy rồi, đang dép bằng 3 tà thần và 4 sát thủ. Negative IQ đang dép bằng một con Sion cầm cho mình, đó chính là 3 đồ như thế này. Và đã là lên 8 và có cho mình ở ngưỡng tiền là 10 rồi. Tôi nghĩ rằng thời điểm hiện tại thì nếu như Negative IQ đổi sang và chơi bằng Draven thì sẽ là mắc binh. Và tôi cũng nghĩ rằng anh ta đang muốn hướng tới Draven. 3 đồ bóng tối, Wick để ở bên ngoài, mọi thứ đều đang support cho việc anh ta có thể phát triển theo hướng là chơi Draven, thậm chí là có thể phát triển theo hướng đồ long. Phía bên này thì bản thân của Stillness chưa có thêm được một vị tướng sát thủ nào cả, cũng chưa nâng cấp được thêm bài, khá đen. Đây sẽ là một bài rất phụ thuộc vào con Nocturne 3 sao của TG Smith, khi mà chàng trai chúng ta đang chỉ là có một con Nocturne 2 sao mà thôi, thiếu khá nhiều 4 con nữa mới có thể lên được một con Nocturne 3 sao cơ. Đang sắp xếp bài bắt góc trái dành cho TG Smith gặp nhà ai đây, có khả năng cao ở Đức Anh. Đúng là như vậy rồi, Đức Anh thì đã là có một cái một con Jaira cầm đôi vào cốt, hai bàn tay công lý hắc ám dành cho vị trí của Jaira. Kennen CC khá tốt. Nocturne đang liên tục bị dính sát thương đến từ Zik, và khi Jaira hồi chói thì có lẽ là bản thân Nocturne cũng sẽ gặp nguy hiểm. U chói gây không được bao nhiêu sát thương cả, và Nocturne đã tiếp cận được. Đức Anh 2k sẽ để thua trong turn này, tôi tin là như vậy. Đó là chiến thắng một cách tương đối đáng trân trọng đến từ Stillness, bởi vì lúc này thì một turn thua mỏng manh nào thôi cũng có thể khiến cho bản thân của Stillness bị rơi vị trí top 8 và không còn cơ hội để có thể quay trở lại cuộc đua. Thực ra xét về số điểm hiện tại mà Stillness đang sở hữu thì có lẽ cũng không đủ để cho anh ta có thể bì bõm những cái vị trí hàng đầu trong cái showmatch lần này của chúng ta. Tuy nhiên, new kéo bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chính xác. Và Fit đang cháy. Fit đang cháy, và Fit sau 3 trận đấu đầu tiên đang có cho mình 15 điểm. Nếu mà trận này TG Fit có cho mình một trận đấu top 1 thì hoàn toàn có thể cạnh tranh được ở trong trận đấu cuối cùng của chúng ta. Liệu rằng tân đồ này TG Snes ra được thêm một mèn chưa? Rất thiếu may mắn. Liệu rằng sẽ ghép đồ gì đây? Nó chỉ còn là một Kunagusho cộng với một cái mua thủy Ramadan mà thôi, và bắt buộc phải roll trong tuần này để cố gắng kiếm Nocturne 3. Liệu chưa rằng... thấy cái bóng dáng của con Nocturne nào xuất hiện cả, và vẫn đang liên tục vào những cú roll mệt mài. Có Khazik upgrade lên 2, phía bên kia thì Soraka 2 đến từ Fit. Tiếp tục vẫn là những cú roll không thấy bóng dáng. Không ra bất cứ một con Nocturne nào dành cho vị trí của TG Snet. Diana không ra luôn. Rất thiếu may mắn, vẫn không ra và tiếp tục là không ra. Roll khoảng độ 30 tiền rồi nhưng mà không ra bất cứ thêm một con Nocturne nào. Có vẻ như cái buôn tướng ở 5.1 này không ủng hộ TG Snet rồi. Bên kia là cửa thách đấu, đã có cho mình một con Draven và đang nhá hàng. Một pha đánh giá hàng thôi của TG Snet. Quá khó. Một bài tương đối nhiều thiết giáp. Anh Mạnh có thể nhìn thấy con Nocturne đánh với thiết giáp không mất máu. Rất không khó chịu nổi máu. Chính xác là như vậy. Một bài hiệp sĩ thiết giáp, và nam chính đang là Draven đứng phía sau lưng quạt liên tục, thì không có cách nào để cho con Nocturne có thể thể hiện được cái quyền uy của mình cả. Tôi tin rằng kể cả đây là một con Nocturne 3 đi chăng nữa thì cũng không thể thắng được. Không thắng nổi bài này. Một lobby tương đối nhiều nhà đang đép cho mình là thiết giáp counter được Stillness. Và Đức Anh 2k có xúc sắc ma thuật, có BF, có gậy quá khổ, kiếm hắc ám. Đức Anh sẽ lấy gì đây? Đức Anh cái sẻng kia có lẽ Đức Anh mong ra một cái cung hắc ám hơn là một cái kiếm hắc ám để có thể biến cho mình, đó chính là ác quỷ. Dante 5 máu đang dãy Ivan 2 được áp xúc sắc nhà Kurokuyo. May mắn. Xúc sắc Timo, và đây là đỏ đen dành cho Đức Anh. Và cần một con Timo nữa, cần một cú xúc sắc nữa ra Timo. Xúc sắc tiếp tục, và ba Lulu chứ không phải là Timo. Đó là Lulu chứ không phải không là Timo. Không phải là Timo. Hơi đáng tiếc dành cho Đức Anh. Vẫn đang tiếp tục chi chạc với những cú roll để tìm kiếm một cơ hội mỏng manh. Ồ, kia vẹt rất ngon. Kia vẹt Đức Anh bắt đầu lên cân nhắc để có thể thay vào vị trí của con Poppy. Poppy đang dư để lấy cho mình đó trên hai bí ẩn, và đúng là như vậy rồi. Thay khá nhanh dành cho Đức Anh 2k.
Bây giờ vẫn còn vài sự lựa chọn nữa dành cho Liga NK. Kikit đã có được Mordor Kaiser 2 và máu của Mordor Kaiser đã dày hơn rồi. Kikit cũng đã áp được level 8. Như vậy đây là bộ khung bao gồm 6 con ma sứ và bản thân của Mordor bây giờ cũng tương đối khó để có thể bị ả gục khi kích hoạt được lượng khiên đến từ nội tại của 6 ma sứ. Một cú crush toàn bộ đội hình của đối thủ đấm liên tục đến từ Mordor Kaiser. Zeke đang ném từ phía bên ngoài nhưng Mordor Kaiser bật được chiều cuối lên thì mỗi con chỉ là một hit mà thôi. Kikit vẫn đang có thể sinh tồn được sau khi up được 8 và bắt đầu có được những con co cần thiết upgrade lên 2 sao. Còn bản thân Đức Anh 2K, tôi tin rằng ý định trong đầu Đức Anh 2K đang là giữ ui Heimerdinger chứ không phải là Timo. Và đây là Đức Anh đang ướm cái Nico này. Dante phải dừng lại vì chỉ top 8 rồi. Một con Heimerdinger không quá nhiều giá trị cho Đức Anh, bắt buộc phải Nico và Volibear này. Bởi vì ngưỡng máu Đức Anh chỉ còn lại là 8 mà thôi. Trong khi đó Tegafist vẫn đang là người cháy với bài đấu thuật sĩ của mình. Bài đấu Kikit đã ổn khi mà đã có cho mình là 4 đồ long và 6 ma sứ rồi. Rất tuyệt vời cho Kikit, đảo rất nhanh để cho Đức Anh. Đối với tôi mà nói thì một cái tình huống upgrade lên con Volibear 2 này nó cũng không đem lại nhiều sự hiệu quả. Mà thay vào đó thì đằng nào cũng chết, thà rằng chờ dân đi chợ và upgrade, có cơ hội upgrade lên Timo 2 thì sẽ tốt hơn. Nhưng có vẻ như Đức Anh 2K không nghĩ như vậy và Đức Anh 2K dường như đang phòng ngự được với việc upgrade lên con Volibear 2 thì phải. Những cú đập của Mordor Kaiser đang là tương đối chậm khi liên tục bị dính phải bom của Timo. Đó sẽ làm tuần thắng dành cho Đức Anh 2K trước Negative IQ. Điều đấy chứng tỏ là quyết định của Đức Anh 2K là đúng. Và TG Snet giành chiến thắng và shutdown đi nhà ở Tegafist. Tegafist dừng lại cái chuỗi win streak của mình rồi. Có Timo cầm nỏ set dành cho Đức Anh 2K, nhưng Đức Anh có lấy hay không? Đức Anh lấy chiếu, khả năng cao là như vậy. Để tránh bị chiếu, không, bỏ qua luôn chiếu rồi. Đức Anh 2K muốn lấy Timo. Gì vậy? Ồ, Đức Anh 2K Neko con này nhưng mà muốn lấy Timo nỏ set. Tôi tưởng chừng là Đức Anh muốn lấy cái chiếu này để tránh bị chiếu, nhưng Đức Anh 2K quyết định là lấy Timo và để hy vọng ra một con Timo ở vòng đi chợ về. Anh mày có nghĩ là Đức Anh có thể ra không? Không. tôi nghĩ là không. Quyết định vừa rồi là tương đối đúng đắn, nhưng với cái tên lấy Timo này tôi nghĩ rằng vẫn không thể ra được con Timo 2 đâu. Câu chuyện nó có là quá xa vời, thực tình là như vậy, bởi vì Red Roll ở level 8 nó không đơn giản đến như vậy. Trừ khi bây giờ Đức Anh đổi tên thành Đầu Đậu thì biết đâu đấy có một cơ hội mỏng manh, nhưng với cái tên Đức Anh 2K thì câu chuyện nó đang là không thể. Hiện giờ thì Đức Anh 2K chỉ có thể là cố gắng sinh tồn tới 6.2 và chờ cho tân quái có thể tân cho đồ có thể drop một Nico. Chính xác là như vậy. Và TGSnet 13 bằng với số máu Kikit cũng như ở Negative IQ đảo rất nhanh. Gặp nhà ai đây? Gặp nhà TGSnet và chiếu chắc chắn là nguyên nhà dành cho TGSnet. Đảo ơi. Đảo rất nhanh nhưng hay mồm Nocturne. Ôi một pha hack tốt đến từ vị trí của Lulu. Nocturne đang tràn vào dứt điểm đi vị trí của Timo hay không đây? Timo đang hút máu lại. Không được. Không được rồi. Đã biến về dạng Timo tiểu quỷ và những cú nhổ vẫn đang là tương đối chất lượng. Rất khó chịu đến từ những con tiểu quỷ này, nhưng mà Nocturne đây đang hút máu lại với cùng cung Broden của mình, vẫn đang là hút máu, vẫn đang hút máu. Nhớ lại một chút ở cái phiên bản cập nhật này thì tiểu quỷ nếu mà của Timo vẫn có nội tại của quỷ vương, nhưng mà trong khi đó con Nocturne với cùng cung đã dứt điểm đi cái con tiểu quỷ Timo đó rồi. Và cường thách đấu đã update được cho mình một con Rai 2. Đức Anh vẫn đang giấy Kikit phải dừng lại ở vị trí top 7 với bài đấu quân bài đấu ma sứ và đồ long của mình. Một cú lắp đồ rất chi là táo bạo đến từ Kikit và khiến cho bản thân của anh ta đã phải dừng lại vị trí top 7. Ở nửa trên bảng xếp hạng thì Fizz vẫn đang tách top với lượng máu là 49, 26 thuộc về Kurokyo, 23 thuộc về cường thách đấu và 13 thuộc về Steelnet. Negative IQ cùng với Đức Anh 2K đang cạnh tranh vị trí thứ 4, thứ 5, thứ 5, thứ 6 trên bảng xếp hạng. Các ma, hai quyền trượng thiên thần tới từ Kurokyo đứng phía sau lưng cùng với một cốc Heimerdinger đã là 2 ở cấp độ 8 với một cú Dabuso và thêm một cái nắm đấm công lý hắc ám. Liên tục là những cú nhổ chất lượng đến từ Timo và có vẻ như Đức Anh 2K sẽ giành chiến thắng trong turn này. Những cú nhổ với nội tại hồi phục là ổn. Còn lại một con thông đạo. Ui, con thông đạo này nó làm được việc và Đức Anh rất thiếu may mắn khi phải dừng lại. Lực sát thương thông đạo là quá lớn và Đức Anh phải dừng lại ở vị trí top 6 rồi. Tegafist còn lại cho mình là 4 máu. Và Tegafist vẫn đang là người cao máu nhất trong lobby của chúng ta. 49 máu dành cho Tegafist cùng với Kurokyo 26 máu, cường thách đấu 12.
có lẽ ở tuần 6.1, 6.2 sẽ là xong ván đấu này thôi. Một tuần 3 đồ. 3 đồ dành cho Negative IQ. Nhưng mà đồ này sẽ là cho ai đây khi mà Draven của Negative IQ cũng đang là 3 đồ, có lẽ là chung đồ. Tôi một tuần 3 đồ thì thường là có lợi nhất chính là dành cho bài sát thủ của Stevenet. Nếu như... nhưng tôi nghĩ rằng bản thân của Stevenet có lẽ cũng không cảm thấy vui đâu. Bản thân của Stevenet thích thằng đây chỉ làm tôi một đồ thôi. Và sau đấy có cơ hội để drop ra một cái Nico. Thì may ra Stevenet mới có thể hoàn thành được con Nocturne 3 ở trong tuần 6.1. Nhưng nếu như là một tuần 3 đồ và chia nó một cách hoàn hảo vào những mảnh đồ là đẹp, thì biết đâu đấy Stevenet cũng có cơ hội để có thể dậy top. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn thấy logo hiện lên Nocturne 3 trên bài của Stevenet thì là vẫn còn thở còn gỡ và vẫn là còn cơ hội. Negative IQ vẫn đang thực hiện những cú roll cuối cùng thay vào bỏ suy vong ra thì có phải đang muốn kích quân đoàn, bốn quân đoàn, bốn quân đoàn dành cho bài đấu, bởi vì Negative IQ nhận thấy bằng lên là kích cả thêm cho Mordekaiser nữa, đồ này sẽ đẩy cho vị trí của Kayle mà thôi. Vô cực kiếm cũng như là cùng cung đẩy cho vị trí của Riven. Đây là ba mảnh đồ của Riven. Đúng rồi. Thực ra đây là ba mảnh đồ của Riven rất đẹp dành cho bản thân của Riven. Ồ, tôi tưởng chừng như bạn sẽ dồn đồ cho Riven nhưng mà bạn lại ghép cho Kayle và một cái vô cực là trên người con Riven thôi. Tegafit đang cháy và chắc chắn sẽ là một bài lên chín của Tegafit. Cứu cứu sinh tốt và có một biến tiên thắc áp dành cho Tegafit trên người con Kinvet rồi. Lượng sát thương là khổng lồ đến từ vị trí của Teemo 2 sao. Vấn đề là con Teemo này có thể sẽ bị dính những cú quạt của Mordekaiser cầm vuốt rồng hay chăng. Một cú làm chậm và Mordekaiser tiến thẳng vào để quạt thành công, thì Teemo cứu sinh bật lên hơi muộn. Phía sau lưng Lissandra sẽ vẩy, sát thương là vừa đủ đến từ đòn bàn tay cuối cùng của Kinvet và đó là một cú tiến thành công đối thủ đi. Top 2 đến từ Fit cùng với Kurokyo, một cú cạnh tranh top 1 cấp độ 9 đã được upgrade ở tuần 6.2. Lulu 2 cũng là có và Kurokyo đồng dạng cũng đã upgrade lên level 9 và hoàn thành xong được con Garen 2, một cú roll rất đỏ của Kurokyo. Ở level 9, hai Teemo xuất hiện đến từ bài của Tegafit nhưng quyết định là sẽ không mua nó để đổi thành 10 tiền. Một con Teemo 2 sao có cho mình là 4 tái tạo rồi, 3 tiên thác ám, lượng sát thương là khổng lồ. Khi mà con Teemo này được kích cho mình, được búp cho mình đến từ bộ 3 tiên thác ám thì lượng sát thương là khổng lồ. Đối đầu hai nhà đối lô, anh Mạnh có thể đưa ra dự đoán một con Hermodinger 2 cũng là như là một con Teemo 2, đồ khá tương đồng nhau, thực sự là như vậy. Tôi nghĩ rằng là khả năng cao là bài sử dụng Teemo sẽ khỏe hơn. Và trên thực tế thì bài Teemo cũng đang clear nhiều hơn bài... nhưng con Garen kia nó đang tràn vào tuyến sau và vẫn có kiếm súng Ektek trên người của Teemo và vẫn có thể tồn tại được. Hermodinger đang nhả súng như điên từ phía sau lưng, khả năng cover đến từ Ivan là tốt với việc gọi Daisy và có những cú hất tung. Teemo của Fit là người giành chiến thắng trong tuần vừa rồi trước Kurokyo và đang tiếp tục giữ được chuỗi cháy của mình. Một tuần upgrade là cần thiết vào lúc này. Đã là Kiriet 2 dành cho Tegafit rồi, rất khó dành cho Kurokyo rồi. 4 tái tạo 3 bí ẩn thì cửa đâu đây dành cho Kurokyo khi mà Tegafit đã update được gần như là full những con tướng 5 tiền 2 sao rồi. Một con Hermodinger 2 cũng như là một con Kiriet 2 được update ở tuần 6.2 này. Vẫn phải là cho Taric vào. Taric vào thôi. Tôi biết rằng là bản thân Kurokyo rất muốn bán Taric đi và cầu may với một cú roll để có thể hướng tới một con bí ẩn thứ tư. Nhưng câu chuyện nó không đơn giản như vậy. Bây giờ mới là bí ẩn thứ hai mà thôi. Và gần như chắc chắn là bài Teemo của Fit sẽ giành chiến thắng chung cuộc mà thôi. Hai bài đấu tái tạo đối đầu với nhau, thuật sĩ đối đầu với nhau, thì có lẽ thì Fit sẽ giành chiến thắng trong tuần này. Đây là sức mạnh của ba bí ẩn. Nhưng mà còn đó là Garen tiếp tục sử dụng kỹ năng đến từ vị trí của Hermodinger. Ui, con Teemo. Con Teemo của Tegafit không dứt điểm được Garen và Tegafit phải nhận một trận thua trước Kurokyo rồi. Một pha dự đoán của tôi và chắc chắn sự thật nó sẽ là ngược lại. Biến thiên sứ là có trang bị thành phần cũng không phải là quá đẹp. Có một cái thìa hắc ám, một cái biến suy vong, biến thần sứ đã mất, Solari hoặc là thú tự đánh giáp, và đó là thú tự đánh giáp để gia tăng thêm khả năng phòng ngự dành cho bản thân của Garen. Garen 1 đối đầu với Garen 2, câu chuyện vẫn đang là tương đối xa vời. Cần thêm những cú roll để có thể upgrade được Garen 2. Fit vẫn sẽ sinh tồn được thêm tầm khoảng 2 turn nữa. Một bài rất pro build đến từ Tegafit khi sở hữu 4 tái tạo cùng với 3 tiên ác ám. Lựa chọn góc nhưng góc nào nó cũng búp cho con Kindred cả. Cú sếp phải đánh giá là hơi bị nơ non đến từ Tegafit. Vẫn chưa tìm được cách. Cây chưa? Đã tìm được rồi, đã búp được vào con Teemo một pha xếp góc. Có lẽ là ngày xưa Tegafit không thích học hình, xếp khá khó cho Tegafit. Tegafit có chia sẻ với tôi là anh ta thích đại số hơn là việc sử dụng hình học.
và một pha kiểu cực sinh tốt đến từ vị trí của Kindred. Góc độ đứng là đẹp và Timo đang liên tục thực hiện những cú nhổ, nhưng phía bên kia Hemmerdinger thổi rồng quá khỏe. Và có vẻ như đây sẽ là một tấn thắng dành cho Hemmerdinger lần tiếp theo. Kurokyo vẫn đang liên tục tận dụng được nội tại đến từ... Tôi nghĩ rằng chỉ có hai thuật sĩ thôi, nhưng không biết tại sao số lượng chiêu thức nó bung ra đến... Lại là Garen. Và cần thêm một Garen nữa. Tôi nghĩ là phải là Garen 2 dành cho Tinkerfist thì mới có thể có cửa. Bây giờ hiện tại đang rất cầm con Garen 2 dành cho Tinkerfist, đang muốn thay vào. Và các bạn khán giả, các bạn có thể truy cập ngay vào đường link Phong Vũ ở phần comment và nhập mã code Apple 800 để được giảm ngay 800k cho đơn hàng sản phẩm của Apple trên 20 triệu đồng và khi thanh toán qua VNPay. Cần lắm một chú Garen, nhưng không có chú Garen nào xuất hiện cả. Đây vẫn là đầu 6, Fit vẫn có thể sống thêm một tuần nữa. Và bắt đầu là combat. Combat nổ ra, chúng ta hãy cùng xem. Góc súng vẫn là đẹp đến từ Kurokyo, súng xếp bên tay phải về phía đội hình của Tigerfish. Lần này thì Timo đang có những cú nhổ tương đối thông minh. Timo nhổ lần thứ hai vào thẳng vị trí đứng của các ma, lần thứ ba tiếp tục vào vị trí của các ma nhưng vẫn chưa hạ gục được các ma ở tuyến sau. Lần này thì chỉ có một mình Hemmerdinger hứng mà thôi, nhưng Hemmerdinger đang được nội tại hồi máu. Và đây có thể là một tình huống kết thúc ván đấu đến từ Tigerfish, vì Timo nhổ quá thông minh. Chiến thắng dành cho Tigerfish. Một chiến thắng dành cho Tigerfish khi mà con Timo thả quá tuyệt vời, dứt điểm đi vị trí của Hemmerdinger cũng như là Garen. Một chiến thắng cực kỳ thuyết phục. Và với trận đấu top 1 này, Tigerfish có thêm cho mình là 10 điểm sau 4 trận đấu. 25 điểm sau 4 trận đấu. Và trước mắt chúng ta chỉ còn duy nhất một trận đấu nữa thôi. Thì liệu rằng cái lobby bên kia có cái sự thay đổi nào ở trong lobby bên kia hay không? Chúng ta cùng chờ đợi cái bảng điểm tổng sau 4 trận đấu đầu tiên của chúng ta. Thực sự thì ván đấu vừa rồi nó... tôi nghĩ rằng là nó tương đối một chiều đối với bản thân của Tigerfish, bởi vì anh ta form được một đội hình đẹp ở giai đoạn early game tốt. Mặc dù ở giai đoạn giữa game anh ta có bị shutdown thua tầm khoảng 2 turn, nhưng sau đấy sau khi upgrade lên level 7 và anh ta thực hiện một vài những cú roll để có thể giữ máu thì anh ta đã có vũ khung để liên tục cháy cho đến lúc ra được con Timo 2 ở 8 và cháy một mạch lên 9. Bài upgrade quá nhiều, hơi đen dành cho Kurokyo là mặc dù đã lựa chọn một hướng đi đẹp với một bài 4 tái tạo thì phải, và kết hợp với Garen ở tuyến trên, Hemmerdinger 2 đồ đẹp, nhưng lượng máu của anh ta quá ít, thắng được 2 turn liên tục mà vẫn thua ở đầu 6 chấm. Đúng là như vậy. Thì đó là câu chuyện ở việc early game bạn có giữ được máu hay không. Chính xác. Với một khoảng thời gian early game, Tigerfish đánh cho mình win streak và snowball game quá tốt, có cho mình một Timo từ sớm lên được 9 và đánh cho mình bộ bài 4 tái tạo 3 bí ẩn. Và mặc dù thua Kurokyo 2 turn nhưng mà bằng một pha thông minh đến từ Timo, ném khá chuẩn đến từ Timo, slow tốc độ đánh của Hemmerdinger dành cho mình một trận đấu top 1, thêm cho mình 10 điểm vào bảng điểm của mình và đang có cho mình là 25 điểm. Tôi nghĩ là Tigerfish đã kéo lại cái khoảng cách của mình so với những người đứng đầu như là Green, như là Phong Hoa rồi. Mặc dù vậy thì cơ hội để có thể giành được top 1 của cái showmatch đấu trường Phong Vũ lần này vẫn đang là tương đối xa vời đối với bản thân của Tigerfish, bởi vì nếu trận sau đấu sau anh ta có giành top 1 thì anh ta cũng chỉ có tổng điểm là 35 mà thôi, và chúng ta cũng cần phải chờ cho đến khi bảng tổng sắp tổng kết lại để xem ở lobby điểm cao thì bản thân của Phong Hoa TFC cùng với Green có thể upgrade được thêm nhiều điểm hay không. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà có một điều chắc chắn là Tigerfish trận đấu cuối cùng này sẽ được đẩy lên lobby cao, lobby bên trên. Đúng. Tôi nghĩ là 25 điểm hoàn toàn có thể là trong 8 bạn có số điểm cao nhất rồi. Và trận đấu cuối cùng chúng ta sẽ quay lại với cả lobby cao điểm. Và có lẽ bây giờ chúng ta, tôi cùng anh Mạnh cũng như các bạn khán giả, chuẩn bị đến với cả bảng điểm sau 4 trận đấu đầu tiên của chúng ta. Rất hồi hộp. Anh Mạnh có thể đưa ra dự đoán là trận vừa rồi Phong Hoa top mấy được không? Bởi vì là tôi đặt niềm tin vào đội sai, thế nên là bây giờ tôi đặt niềm tin lại vào Phong Hoa. Và tôi nghĩ rằng trong ván đấu vừa rồi thì bét nhất Phong Hoa phải đạt vị trí top 3. Và vừa rồi thì Phong Hoa đã có tổng số điểm là 27 sau 3 bàn đấu, đúng không? Rất nhiều. Vậy thì hiện giờ anh ta đang phải có tầm khoảng 34 điểm trên bảng tổng sắp. Và nếu như tôi đoán đúng thì gần như là nắm chắc cái cơ tay, hội một tay vào chức vô địch. Cơ hội của chức vô địch của cái showmatch lần này của chúng ta. Và các bạn thân mến, chúng ta cùng tạm thời nghỉ ngơi ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến của ván đấu thứ 5.